Chào các bạn nha. Hôm nay mình có nhận được cái đàn nè các bạn. Cái đàn này nó như thế này nè. Đấy. Mình đang nghiên cứu để mình phục chế lại nè các bạn ơi. Cái này khó nha. Đầu cổ đứt lìa hết rồi. Đấy. Thôi để mình làm bài giải trí để mình xong rồi mình sửa cái đàn này lại nha các bạn. Đập vỡ cây đàn sừng đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi. Đập vỡ cây đàn sừng đời bạc trắng như phôi. Dần người đảo đi quên lời. Đập vỡ cây đàn sừng người con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao đời nguôi. Đập vỡ cây đàn rừng người đôi trắng thay đen. Rừng đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn, để đàn theo lúc em ca. Những ngày hoa mộng đời ta, tôi yêu nàng nên vội vàng lên tính đi tìm vui học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Hỏi thăm dò từng người trong xuân tinh này. Nàng đâu, người bao tin buồn. Nàng gặp nhạc sĩ vang xanh, rồi cùng xây đắm gia đình. Tôi xót thương nàng, và rồi tôi không thương. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn rừng người đòi trắng thay đen. Rừng đời trở như bàn tay. Đập vỡ cây đàn rừng người đòi trắng thay đen. Rừng đời trở như bàn tay. Làm các bạn hát minh họa cho cái cây này nè các bạn. Các bạn thấy cái này nó quá là thê thảm đau lòng. Thôi. Dạ các bạn, mình sửa đàn các bạn ơi.